Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là những ngày giáp Tết rồi. Thì quý vị và các bạn đã chuẩn bị cho gia đình mình những phương tiện để đi Tết chưa ạ? Nếu mà bác nào mà chưa có nhé, thì bên em mới về cho các bác là cái mẫu Vios G, sản xuất năm 2004 đây ạ. Đây là một cái mẫu xe mà lồi đồng cuối đá các bác nhé. Thì cái chiếc xe này là một cái phương tiện để chúng ta đón Tết đây. Và đặc biệt cái biển này, biển này VIP quá các bạn ạ. Đây 456 hạ 69 các bạn ạ. Biển quá đẹp luôn. Nếu bạn tạo định dành đúng như biển này đẹp thật các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Ở đây thì cái chiếc này là bản G các bác nhé. Em cam kết cho các bác là xe zin cả xe luôn. Máy cũng zin các bạn nhé. Cam kết cho các bác luôn. Những cái xe này thì ngày xưa nó thiên về chất lượng các bạn. Đó. Các nào mà thích xe chất lượng nhá, lốp láp dày đây, đăng kiểm dài. Đây các bạn này. Keo chỉ zin. Đấy, lòng cua lốp còn nguyên. Ba bô lê của xe còn zin nguyên bản như này. Đấy, cái cửa tiền thì rất là êm cho anh em luôn. Nó rơi vào tầm hơn 150 thôi. Đấy các bác nhé. Thì các bác đã có xe đi Tết rồi đây này. Thì đây là cái chiếc xe mà đáng để cho các bác quan tâm. Vios G. Đời 2004. Một chiếc xe đẹp, không nói nhỏ cho quý vị và các bạn. Bác nào mà quan tâm đấy, thì mua ngay cho gia đình mình chiếc xe này để đi Tết các bạn nhé. Đây là cái chiếc xe đi Tết rất là ok luôn các bạn ạ. 4 ABS đấy các bạn này, đẹp ngút ngàn luôn. Bác nào mà yêu xe đẹp, xe chất lượng các bạn nhé. Đây, bản 4 ABS đây các bác này. Các bác nhìn nó đẹp không ạ? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Quá đẹp luôn. Đây là cái chiếc xe mà rất là tốt cho khách hàng. Đây, xin đẹp 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 cho các bác yêu thích cái chiếc xe mà bản G đời 2004 các bạn nhé. Và cái chiếc này thì tất cả mọi thứ hoạt động zin. Máy móc thì êm đét các bạn nhé. Máy móc êm đét luôn. Mọi thứ chức năng hoạt động rất là ok. Gương kính chỉnh điện. Đấy. Và mọi chức năng hoạt động full. Đây các bạn nhé. Có đầu màn, cam lùi, dẫn đường đủ hết cho khách hàng. Một chiếc xe rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn các bạn nhé. Và xe thì em cam kết cho các bạn độ zin, độ chuẩn là led này này. Các bạn nào mà yêu thích cái chiếc xe này thì alo lại ngay để sở hữu ngay là cái xe Vios G đời 2004. Tuy đời không cao nhưng cái chất lượng thì nó cao vô cùng các bạn nhé. Em nói với các bạn là chất lượng nó cao vô cùng luôn. Đây là cái mẫu xe mà nó thiên về chất lượng, không thiên về hình thức các bạn nhé. Cái chất lượng của xe thì khỏi phải bàn là xe tốt các bạn ạ. Đấy các bạn ạ. Các bác nào mà quan tâm cái xe thiên về chất lượng ở cái thiên cái những cái năm đó các bạn ạ, thì các bác cứ alo lại cho em ngay để sở hữu một chiếc xe gia đình các bác nhé. Và cái chiếc xe này bên em thì thường đường để đi lại hàng ngày, em rất thích đi các bạn ạ. Những con xe khác từ đi Morning, đi 10 lại không thích đâu. Em đi thích con này, em đi thích hơn các bạn ạ. Thì máy đi nó sướng lắm, côn số nó nhẹ nhàng, nó nhàn lắm các bạn ạ. Những chiếc xe đi nó nhàn người lắm, nhà cực kỳ luôn. Chúng ta cũng phải khôn số nhiều. Đây xe đẹp lắm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Rồi chiếc kè zin đét đẹp các bạn nhé. Không trong bánh ngoài lá gì cả mà nó đẹp như này. Em cũng nói là đẹp luôn. Cái gì nó không được em bảo không được. Sản đẹp chấm hết các bạn nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm cái chiếc này ấy. Đấy, thì các bạn cứ alo lại để sở hữu ngay. Chiếc xe đẹp, giá rất là phù hợp cho các bác ở cái tầm tiền là ngoài 100 triệu. Thì đây là cái chiếc xe ngoài 100 triệu. Đáng để cho các bạn lưu tâm là xe đẹp, xe chất lượng dành cho khách hàng yêu thích những cái chiếc xe này. Và cái cửa tiền thì giới thiệu các bạn đây là bản G xịn các bạn nhé. Lưu ý là không taxi dịch vụ một ngày. Và cái cửa tiền nhanh quanh thì nó chỉ là bên em đang bán cho các bạn là 155 triệu các bạn nhé. 155 triệu mà chúng ta để sở hữu được cái chiếc xe như này. Khá là ok cho khách hàng. Khách hàng nào mà quan tâm alo để sở hữu xe. Một cái mẫu xe bản G. Đó, nhá. Xe gia đình. Không lỗi. Keo chỉ zin.
máy số zin, thân vỏ đẹp ngút ngàn. Đấy các bạn nhé. Thì các bạn alo để sở hữu một chiếc xe hoàn toàn chất lượng dành cho bác nào yêu xe đẹp. Đây là cái chiếc xe đẹp thực sự về chất lượng cũng như kiểu dáng, hình thức là xe đẹp, giá trị cao cho khách hàng. Đây em sẽ cho các bạn xem. À, con này thì keo chỉ zin đét đây này, các bạn nhé, yên tâm là keo chỉ zin, mọi chức năng full zin luôn các bạn ạ. Rồi, một chiếc xe đẹp chấm hết cho các bác. Đèn nó để zin theo xe hết các bạn nhé. Đầu răng sắt xi zin nguyên bản này. Đấy các bạn này, đầu răng sắt xi chưa chạm trổ bất cứ cái gì các bạn nhé, đèn zin. Và máy con này em cam kết cho các bạn là máy zin đét luôn. Các bạn lưu ý này, các bạn nhìn cho em cái keo này, keo tay chuột và cái keo zin của nhà máy này, đó nó vẫn còn nguyên bản các bạn nhé. Đấy cái keo này các bạn này, đó nó vẫn còn nguyên bản này, đó keo zin này. Máy con này em cam kết là máy zin cho bác luôn. Bác nào mà quan tâm cái chiếc xe này cứ đến thẩm định là biết ngay, cam kết xe máy zin. Nếu máy ra rồi tặng bạn là 50 triệu, các bạn cứ đến mà xem. Máy con này in thiên huyết luôn. Đấy các bạn này, máy thì cam kết là không đổ hơi, không hơi thừa các bạn nhé. Đó cam kết không đổ hơi, không hơi thừa luôn. Đó bác nào mà quan tâm xe chất lượng là dành riêng cho các bác thuộc cái phân khúc là máy 1.3, à xin lỗi các bạn, là máy 1.5 của bản giò. Thì các bác cứ đến bên em để sở hữu ngay một chiếc Prius mà nó chất lượng, nó đẹp và nó zin toàn bộ như cái chiếc xe này các bác nhé. Đây là mẫu Prius mà người ta hay thường hay gọi, đó là lôi đồng cối đá, phá không hỏng các bạn ạ. Em nói với các bác là phá không hỏng luôn. Bác nào mà quan tâm ở cái chiếc xe này, nó hoàn toàn là chất lượng, là cái mẫu xe gia đình các bác nhé, thì các bác cứ alo để sở hữu ngay là cái chiếc xe này. Ngày xưa đó là tiền gọi là 5-7 triệu con này đấy các bạn ạ. Con này là nó lúc đăng ký mới nó rơi vào tầm 500 mấy các bạn ạ. Nó y như Prius cũng bây giờ của chúng ta thôi, nhưng ngày xưa đắt lắm. Tất cả các xe ngày xưa nó không như bây giờ, nó đắt cực kỳ luôn. Nhưng bây giờ thì xe nó rẻ rồi đấy, chúng ta mua xe nó rẻ các bạn ạ. Prius G và E bây giờ chúng ta đăng ký xong thì nó khoảng độ hơn 500 các bạn, 500 quay 500 lẻ đời 2024 các bạn nhé. Đấy, vai số sàn hoặc là số tự động là trên 600 các bạn ạ. Đây thì đây là cái chiếc xe đáng để cho các bạn lưu tâm, là vai ớt các bạn ạ, chất lượng. Đây thì có cái đầu màn cam lùi đủ cả cho các bạn này. Đây các bạn nhé, đấy, màn hình lùi đủ hết đây. Đấy, dẫn đường cho các bác rất dễ đi. Đấy các bạn nhé, bác nào mà quan tâm những cái chiếc xe này ấy, đến bên em là luôn luôn sở hữu được những chiếc xe đẹp các bạn nhé. Bên em thì luôn luôn cung cấp ra thị trường những chiếc xe đẹp có gương kính chỉnh điện hai bên các bạn này. Đấy, có kính chỉnh điện của các kiểu auto. Đấy, kính tự động các bạn nhé. Đấy, kính một chạm đó các bạn thấy chưa. Đấy, và nó có chế độ khóa cửa khi chúng ta di chuyển đó các bạn, rất ok các bạn thấy không. Một chiếc xe mà còn như này, mà nó còn như này khá là ok rồi. Bác nào mà quan tâm cái chiếc này ấy, thì cứ chốt được xe alo lại cho em ngay để sở hữu xe các bạn nhé. Đây là một cái mẫu Prius đáng mua, đáng dùng cho quý vị và các bạn. Bạn nào quan tâm alo lại cho em ngay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.